नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय. Và chiều nay tiếp tục sư sẽ đề cập tiếp về cái bài kinh tứ niệm xứ, đó là tâm quán niệm xứ. Thì buổi sáng sư đâu có trình bày một số loại tâm để chúng ta biết cách để chúng ta ghi nhận trong đời sống của chúng ta. Thì phần lớn chúng ta còn phàm là chúng ta sống với tâm bất thiện. Thì thời Đức Phật có một vị Bà La Môn, khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe pháp xong thì Bà La Môn này mới thưa Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, giáo pháp của Ngài không được tồn tại? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, giáo pháp của Đức Thế Tôn được tồn tại lâu dài? Thì Đức Phật mới dạy rằng: Này Bà La Môn, sau này khi mà Như Lai viên tịch Niết Bàn, nếu mà đệ tử của Như Lai trong hàng tứ chúng, đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, nếu mà thực hành tứ niệm xứ, khi đó giáo pháp của Như Lai sẽ được tồn tại lâu dài. Và sau khi mà Như Lai viên tịch Niết Bàn, và những người cận sự nam, cận sự nữ, hay là tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, không tha thiết thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ, khi đó giáo pháp của Như Lai sẽ bị biến mất. Thế nên Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta đó thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta đang duy trì giáo pháp của Đức Phật. Và người cư sĩ chúng ta phải hiểu rằng cái giáo pháp, nếu mà chúng ta đề cập đến giáo pháp của Đức Phật đó, cốt lõi của Phật giáo, thì chúng ta phải nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là bát chánh đạo. Và từng tự sư sẽ trình bày cho Phật tử chúng ta hiểu như thế nào là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo. Thì ở đây đó, trong cái bài kinh tứ niệm xứ mà Đức Thế Tôn Ngài thiết tại xứ Cú Rú, thì những người ở trong cái xứ Cú Rú đó, phần lớn là họ thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ. Họ có thể thực hành tứ niệm xứ, họ đang buôn bán, hay là đang làm việc, hay là họ sẽ ứng dụng cái phương pháp này trong cuộc sống. Và khi mà những người trong tứ niệm xứ, xứ Cú Rú, họ gặp nhau, họ chào hỏi và họ hỏi thăm rằng: Này anh, này chị, anh hay chị đã thực hành cái phương pháp nào trong tứ niệm xứ? Niệm thân, hay là niệm thọ, hay là niệm tâm, hay là niệm pháp? Và nếu mà những người này họ trả lời rằng: Tôi không có thực hành tứ niệm xứ, thì những người trong cái xứ Cú Rú họ mới nói rằng: Vậy là anh sống uổng phí kiếp người. Còn nếu mà họ gặp nhau, họ chào hỏi, họ hỏi thăm nhau đó, mà những người trong làng này họ mới thưa rằng họ sẽ thực hành phương pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, hay là niệm pháp, thì họ sẽ hoan hỷ. Thì những người kia mới khen ngợi, nói rằng: Anh sống như vậy có lợi ích kiếp người. Thì đây chúng ta biết rằng cái phương pháp tứ niệm xứ này, trừ khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, khi đó xứ niệm xứ, tứ niệm xứ mới có xuất hiện ở đời và mới có được trình bày một cách rõ ràng, và chúng sanh thực hành cái phương pháp này sẽ không còn bị sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não nữa. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng trong kinh Đức Phật dạy đó, chúng ta được làm người thì không phải là dễ. Tại vì hôm nay chúng ta hiện hữu có mặt ở đây, tức là do cái quả thiện quá khứ
Tức là do những cái thiện nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo, nó phát sanh ra những cái tâm quả. Thì những cái tâm quả đó làm thức tái tục do cái tâm quả thiện, nên chúng ta mới được sanh làm người. Thì khi mà chúng ta được sanh làm người đó, và nếu mà chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật để chúng ta thực hành, thì cái cơ hội để chúng ta chứng quả thật là dễ dàng. Còn khi mà chúng ta đã bỏ thân người, chúng ta sanh xuống những cái cõi khổ đó, thì chúng ta không có cơ hội để thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thì đây trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta không có hành tướng niệm xứ đó, thì người cư sĩ chúng ta cứ để ý từ sáng chúng ta thức dậy đến tối chúng ta đi ngủ đó, giống như khi sáng xin đã trình bày đó, chúng ta sống bằng tham, bằng sân, bằng si không, thì những tham, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si này nó sanh khởi và nó sẽ để lại cái chủng tử. Mà trong vi diệu pháp Đức Phật có dạy rằng nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả, và những cái tâm quả của tham sân si nó sẽ làm thức tái sanh đời sau đó. Sau khi chúng ta chết rồi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tái sanh trong kiếp khác, và chúng ta sống với bằng tham, bằng sân, bằng si, thì những cái tâm quả này nó sẽ tương ưng với cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tức là chúng ta phải rơi vào bốn khổ cảnh. Nên chúng ta phải hiểu rằng được làm người không phải là dễ. Thì bây giờ chúng ta thực hành tứ niệm xứ là để chúng ta phát huy những cái tâm thiện, để chúng ta loại bỏ tham sân si. Và khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, trong hiện tại này chúng ta chưa chứng được đạo quả, nhưng mà trong lợi ích chúng ta có, trong hiện tại này chúng ta được lợi ích như thế nào? Thứ nhất, trong hiện tại này khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì tâm chúng ta sẽ được an tịnh, tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Và trong khi mà chúng ta chánh niệm, tức là những cái tâm thiện này, nó sẽ tạo ra nhiều cái tâm quả, mà cái tâm quả này nó sẽ làm thức tái tục trong kiếp sau. Thì những cái tâm quả này đó mà chúng ta tái sanh làm người hay là trời, thì chúng ta có nhiều quy lực, tại vì chúng ta đã phát huy cái tâm thiện bằng cái chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ sanh trời sanh người, mà chúng ta là cái người có trí tuệ, và chúng ta sẽ nhận thức được giáo pháp của Đức Phật dễ. Điển hình như là chúng ta thấy rằng thời Đức Phật, như là ông Cấp Cô Độc hay vào Visakha đó, trong quá khứ cũng đã từng thực hành tứ niệm xứ nhiều, nên khi gặp Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện, Đức Phật Gotama chúng ta đó, thì khi mà Đức Phật Ngài thuyết chỉ một bài kệ thôi, thì vào Visakha đó quá khứ đã thực hành niệm xứ nhiều quá, nên khi nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết thì bà chỉ quán lại danh và sắc này, trong khoảnh khắc thôi bà chứng được Tu Đà Quờn, bà ngộ được cái lý vô thường, khổ vô ngã và đắc đạo quả. Thì quá khứ bà đã thực hành cái niệm xứ này nhiều quá. Thì đây như thế nào cũng vậy, trong kiếp này mà chúng ta thực hành tới niệm xứ đó, và chúng ta chưa chứng đạo quả, kiếp sau tiếp tục chúng ta sanh lên, chúng ta sẽ thực hành tiếp, thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ nhạy bén hơn, và cái sự tu tập chúng ta sẽ tiến hơn những người khác. Không sớm thì muộn chúng ta cũng đắc đạo quả thôi. Và nếu mà chúng ta tu tập cái phương pháp này muộn hơn nữa, chúng ta gặp Đức Phật Maitreya xuất hiện ở đời, Ngài thuyết cho chúng ta một bài kệ, hay là chúng ta sẽ ngộ được cái lý vô thường, khổ vô ngã trong một cái câu kệ thôi. Tại sao vậy? Tại quá khứ chúng ta đã từng thực hành tứ niệm xứ, nó đã dài dặn rồi, chúng ta đã từng ghi nhận thân thọ tâm pháp, nên chúng ta hiểu cái lợi ích, cái giá trị mà khi chúng ta thực hành cái phương pháp này. Thì chúng ta trong lúc mà chúng ta hành thiền á, chúng ta phải hiểu được cái lợi ích của thiền tập. Thì tiếp tục sư sẽ giảng về cái vấn đề tâm quán niệm xứ chiều nay chúng ta nghe cho nó hết. Thì khi sáng sư có trình bày về những cái tâm trong tâm quán niệm xứ, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hôn trầm và tâm tán loạn, tức là tâm suy nghĩ đó. Thì chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái tâm thiện. Cái tâm thiện là gì? Tức là tâm thiện gồm thiện thiện tiếp theo. Thì đây Đức Phật có dạy rằng khi vị tỳ kheo vô tham, biết rõ mình vô tham. Tại sao tâm vô tham chúng ta cũng phải cần biết? Tại vì giờ xin nói thí dụ, chẳng hạn nhiều cư sĩ chúng ta
Trong lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta bố thí đó là thuộc tâm thiện, tâm vô tham đó. Nhưng mà khi mà chúng ta bố thí với cái tâm vô tham đó mà chúng ta không có quan sát, chúng ta chánh niệm đó, thì bất thiện nó sẽ sanh khởi, nó sẽ chen vào, nó sanh khởi rằng tôi đang làm thiện. Từ cái chỗ chúng ta chấp vào cái tâm vô tham đó, ngã mạn bắt đầu phát sinh. Khi đó con người chúng ta trở nên có thể kiêu ngạo vì cái sở hành của chúng ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, khi vị tỳ kheo có tâm vô tham, biết rõ mình vô tham. Thứ nhất là chúng ta ghi nhận vô tham để chúng ta không có bị dính mắc vào cái tâm vô tham. Thứ hai nữa, để chúng ta ghi nhận cái tâm vô tham để chúng ta không bị khởi sanh cái tâm ngã mạn và chúng ta không rơi vào cái vấn đề tà kiến. Chúng ta nghĩ rằng tôi đang làm thiện, tôi đang bố thí, thì những cái tâm thiện đó, cái tâm mà bố thí, tức là chúng ta không dính mắc vào tài sản để chúng ta bố thí, đó thuộc về cái tâm vô tham. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta thấy rằng khi vị tỳ kheo có tâm vô tham, phải biết rõ rằng tâm vô tham. Thì khi nào người cư sĩ chúng ta sống và chúng ta thấy rằng chúng ta có tài sản và chúng ta không dính mắc, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng tâm vô tham, chúng ta cũng phải chánh niệm. Hay là như thế nào gọi là tâm vô tham? Chẳng hạn trước kia chúng ta chưa tu tập tới niệm xứ, chúng ta nhìn cái cảnh đó chúng ta thích, chẳng hạn như chúng ta nhìn chiếc xe đó chúng ta lại thích, chúng ta muốn mua, hay là chúng ta đam mê, chúng ta mơ mộng, chúng ta muốn có chiếc xe đó, nó thuộc về tâm tham. Bây giờ chúng ta có tu tập tới niệm xứ rồi, chúng ta biết chánh niệm rồi, thì khi mà chúng ta nhìn cái cảnh đẹp đó mà tâm chúng ta chẳng bình thản, chúng ta không còn dính mắc, không còn đam mê vào cái cảnh vật đó, hay là chiếc xe đó nữa, hay là cái chiếc điện thoại đó, cái điện thoại đó, thì chúng ta biết rằng đây là tâm vô tham. Chúng ta nhận thức biết rõ đây là tâm vô tham. Hay là trong lúc mà chúng ta nghe một cái bài nhạc, có thể là người cư sĩ chúng ta thường nghe nhạc đó, chúng ta thích ca sĩ này, chúng ta thích ca sĩ kia, thì những cái thích, sở thích đó thuộc về tâm tham. Tức là tâm tham thì nó lại thích nghe những cái tiếng du dương, dễ chịu, đó là bản chất tâm tham. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta ghi nhận những cái trạng thái tâm thích thú dính mắc đó, chúng ta biết là tâm tham. Thì bây giờ chúng ta đã biết chánh niệm rồi, chúng ta nghe, có thể chúng ta đi trên xe, hay là có thể là chúng ta ngồi trong nhà mà người khác mở nhạc, chúng ta nghe cái tiếng đó và chúng ta thấy tâm chúng ta vẫn bình thản. Trước kia thì mình thích ca sĩ này, thích cái ca sĩ kia, thích cái chất giọng này, chất giọng kia. Và bây giờ chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy tâm chúng ta bình thản, thì chúng ta biết đây là tâm vô tham. Thì Đức Phật mới dạy, khi bị tỳ kheo với tâm vô tham, biết rõ rằng có tâm vô tham. Khi đó chúng ta cũng phải chánh niệm. Vì sao chúng ta cũng phải chánh niệm với tâm vô tham? Vì cái tâm vô tham đó, nó cũng do duyên mà có. Hết duyên nó cũng diệt, nó cũng là vô thường thôi. Vì chúng ta biết là cái bản chất tâm vô tham thì nó cũng đưa đến kết quả chúng ta tái sanh trong luân hồi. Thì bây giờ Đức Phật dạy, khi vị tỳ kheo có tâm vô tham, biết rõ rằng tâm vô tham. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật dạy trong cái bài kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng các hành là vô ngã, với tệ quán thấy vậy, ly tham được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Các hành chỉ cho tâm thiện và tâm bất thiện, tức là chúng ta suy nghĩ điều ác, tham sân si, nó thuộc về hành ác. Khi mà chúng ta suy nghĩ khởi lên tâm thiện, vô tham, vô sân, vô si, nó thuộc về hành thiện. Thì chúng ta thấy rằng thiện hay bất thiện cũng là tâm thôi. Tâm đó là vô thường, khổ, vô ngã mà. Thì khi chúng ta ghi nhận cái tâm vô tham đó, thì tức là chúng ta hiểu được cái bản chất các hành là vô thường, thì tuệ nó sẽ phát sinh. Thì ở đây đó, khi mà cái tâm thiện mà chúng ta ghi nhận, thì cái thiện này nó sẽ hỗ trợ cho tâm thiện khác. Chúng ta phải nhớ điều này. Khi mà tâm thiện sanh khởi đó, chúng ta ghi nhận đó, thì cái thiện đó, tâm thiện nó làm đối tượng cho tâm thiện khác sanh lên. Thì mỗi ngày chúng ta cứ sống tâm thiện này, trợ duyên cho tâm thiện khác sanh, và tâm thiện tiếp tục sanh khởi để trợ duyên cho tâm thiện khác phát sanh. Còn cái bản chất bất thiện đó, thì nó là khác. Khi bất thiện sanh khởi thì chúng ta ghi nhận, thì cái tâm bất thiện nó diệt, nó nhường lại cho tâm thiện sanh. Và khi mà tâm thiện sanh khởi chúng ta biết, thì tâm thiện nó sẽ tiếp tục sanh khởi tiếp.
thiện này trợ tạo cho thiện khác. Còn nếu mà tâm thiện sanh khởi mà chúng ta không biết thì tâm thiện nó sẽ trợ tạo cho bất thiện. Chẳng hạn giờ sư thí dụ, người cư sĩ chúng ta bố thí đó là tâm thiện, nhưng mà chúng ta lại không có chánh niệm, thì cái tâm thiện này đó nó sẽ trợ tạo cho cái tâm bất thiện sanh là gì? Chúng ta đang bố thí mà chúng ta không chánh niệm cái tâm thiện đó, đó là tâm vô tham, tâm bố thí mà. Chúng ta sẽ chấp vào đó, chúng ta nghĩ rằng tôi là cái người bố thí nhiều, ở đó chúng ta đâm ra cái tâm ngã mạn, thì cái tâm thiện nó trợ tạo cho tâm bất thiện nó sanh. Thì bây giờ chúng ta tu tập là gì? Tức là cái tâm thiện làm cái đối tượng để chúng ta quan sát để tâm thiện khác sanh lên. Giống như giờ sư cho một cái thí dụ, chẳng hạn giờ sư đang bố thí làm cái điều thiện đó, đó là tâm vô tham. Khi đó sư lấy cái tâm vô tham đó, sư ghi nhận, thì sư hiểu rằng cái tâm vô tham này cũng đến và đi, nó không ai hết. Thì nó sẽ hỗ trợ cho sư hiểu biết thêm rằng cái bản chất vô tham đó cũng là vô thường thôi. Thì những cái tâm thiện sau đó là tâm thiện có chí nữa. Tức là nhờ có cái bản chất tâm vô tham mà chúng ta ghi nhận, nên cái tâm thiện nó sanh, để nó hiểu, chánh niệm chúng ta sanh hiểu cái bản chất tâm vô tham cũng là vô thường khổ vô ngã. Thì ở đây cái tâm vô tham chúng ta cũng hiểu theo, chúng ta ghi nhận theo hai cách. Tức là tâm thiện nó cũng có sự suy nghĩ, chứ không phải là tâm thiện không có sự suy nghĩ, chúng ta phải hiểu. Thì nếu mà nói theo cái tâm thiện, chẳng hạn như giờ người cư sĩ chúng ta với tâm vô tham sanh khởi, chúng ta có tài sản đó mà chúng ta không dính mắc, thì khi đó cái tâm vô thiện á, tư tưởng liên hệ đến thiện vô tham nó sanh khởi, nó nghĩ rằng tài sản này là phù du giả tạm mà. Ta chết rồi ta không có đem theo được gì hết, thì những cái tư tưởng đó nó thuộc về thiện chứ không phải bất thiện. Tại vì những cái tư tưởng đó liên hệ đến ly tham, tức là nói theo kinh điển á, Đức Phật dạy rằng ly dục tư duy. Tức là chúng ta có tài sản mà chúng ta không có đắm nhiễm trong tài sản. Thì nếu mà chúng ta là một cái hành giả tu tập niệm xứ đó, tâm quán niệm xứ, thì chúng ta thấy rõ được cái bản chất không dính mắc trong lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta có tài sản, hay là chúng ta đang nhìn cảnh sắc đẹp, chúng ta được người khác khen, chúng ta ngửi mùi thơm, chúng ta ăn ngon, chúng ta xúc chạm những cái cảm giác im dịu của thân, mà tâm chúng ta vẫn bình thản, chúng ta biết rằng đây là tâm vô tham. Và khi mà chúng ta có tâm vô tham, có thể những cái tư tưởng nó khởi sanh, nó nghĩ rằng cắt dục vui ít khổ nhiều, và cuộc đời này là phù du mà, thì những cái tư tưởng đó cũng thuộc về tâm vô tham. Thì chúng ta là một hành giả, sau này chúng ta nhận thức được những cái tâm bất thiện rồi đó, thì sau này những cái phần lớn là chúng ta sống với tâm thiện, tức là chúng ta sống với tâm vô tham. Thì chúng ta cũng lấy cái tâm vô tham đó để chúng ta chánh niệm, để chúng ta hiểu được cái bản chất đó. Và phần lớn mà trong lúc mà chúng ta phải hiểu, chúng ta đắc đạo là chúng ta phải nhìn cái đối tượng tâm thiện, thiện trợ cho thiện đó, thì chúng ta mới có thể đắc đạo quả. Chứ trong lúc mà đang sân mà chúng ta biết rõ đang sân, thì chúng ta chỉ loại trừ bất thiện thôi, để phát huy tâm thiện thôi. Chứ trong những trường hợp đó để chúng ta đắc đạo quả thì điều đó khó xảy ra, chúng ta phải nhớ. Khi mà chúng ta chánh niệm thuần tí thì chúng ta chỉ sống với tâm thiện, và chúng ta lấy cái tâm thiện đó làm đối tượng để phát huy liên tục tâm thiện này trợ tạo cho tâm thiện khác. Tức là chúng ta sống bằng tâm thiện, thì những tâm thiện này là cái đối tượng để chúng ta quan sát, để chúng ta thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của tâm thiện. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cái cách mà chúng ta tu tập là như vậy. Rồi lại nữa, cái tâm thiện thứ hai đó là Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, xin lỗi, khi vị tỳ kheo vô sân biết rõ rằng tâm vô sân. Thì tâm vô sân là gì? Sáng sư có trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu đó. Tâm sân tức là khi mà chúng ta thấy những cái cảnh không hài lòng, không vừa lòng, chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu, đó là tâm sân. Thì bây giờ chúng ta tu tập tâm vô sân á, tức là khi mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu, chẳng hạn như giờ chúng ta nhìn cái nghịch cảnh đó, mắt chúng ta có thể nhìn cái bãi phân. Thường thường chúng ta không có tu đó, thì chúng ta nhìn cái bãi phân chó hay là phân người đó, thì chúng ta cảm thấy khó chịu lắm, tâm chúng ta phản ứng. Thì trong những trường hợp đó là chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rằng đây là tâm sân. Tâm sân. Và bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta có chánh niệm, khi chúng ta nhìn cái
bảy phân đó, bảy phân người hay là bảy phân chó mà tâm chúng ta vẫn bình thản, thì chúng ta biết rằng đây là tâm vô sân. Hay là có thể là người cư sĩ chúng ta đó, trong đời sống chúng ta bị người khác chửi chúng ta và chúng ta khó chịu, thì chúng ta biết đây là tâm sân. Khi người khác chửi chúng ta mà chúng ta vẫn bình thản, chúng ta không có bực mình, chúng ta không có khó chịu, thì chúng ta biết đây là cái tâm vô sân. Chúng ta hiểu như vậy. Chẳng hạn giờ chúng ta có tu tập tâm từ. Khi mà chúng ta có tu tập tâm từ thì cái tâm của chúng ta nó rất là mát mẻ. Chúng ta nhìn người khác với trạng thái, với cặp mắt hiền hòa, và tâm chúng ta mát mẻ, bình thản như vậy đó, thì chúng ta biết đây là cái tâm vô sân. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, khi vị tỳ kheo có tâm vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân. Tại sao cái tâm vô sân chúng ta cũng phải cần biết? Vì khi mà tâm vô sân sinh khởi, chẳng hạn như chúng ta tu tập tâm từ, hay người khác chửi chúng ta mà chúng ta bình thản, mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì trong lúc đó chúng ta lại rơi vào cái vấn đề tà kiến. Là chúng ta nghĩ rằng tôi có nghĩa là có sự tu tập đạt đến một cái trạng thái là tôi bình thản mọi thứ, thì ngã mạn hay là tà kiến nó sẽ phát sinh. Nên đây Đức Phật dạy chúng ta rằng khi vị tỳ kheo với tâm vô sân, biết rõ rằng tâm đang vô sân. Thì suy nghĩ rằng trong đời sống tu tập chúng ta đó, giữa cái tâm sân và tâm vô sân đó, thì phần lớn là chúng ta sống với tâm sân nhiều hơn là cái tâm vô sân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì chúng ta muốn cảm nhận được cái tâm vô sân thì dễ. Chẳng hạn người cư sĩ chúng ta đang ngồi, cái thân chúng ta bị đau, chúng ta khó chịu, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là tâm sân. Tức là chúng ta khó chịu là tâm sân. Khi đó chúng ta nhìn cái tâm sân nó hết. Khi mà cái tâm vô sân nó sanh lên, tức là cái đau đang diễn ra, chúng ta nhìn mà chúng ta không có bực bội, chúng ta không có khó chịu, chúng ta biết đây là cái trạng thái tâm vô sân. Tức là có sự đối lập với nhau, sân và vô sân có sự đối lập với nhau. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy được cái trạng thái tâm vô sân đó, thì như vậy tức là chúng ta hiểu được cái bản chất của nó, để chúng ta không có nghĩ rằng cái tâm vô sân này của ta và ta. Thì cái tâm vô sân đó, chúng ta cũng phải nhìn hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhìn cái trạng thái mát mẻ, không có bực mình, không có khó chịu đối với những cái nghịch cảnh. Và thứ hai nữa là cái tâm vô sân nó cũng vẫn có những tạo ra những cái tư tưởng. Chẳng hạn giờ chúng ta bị người khác chửi chúng ta, thì trong lúc chửi thường thường là chúng ta bực mình, thì chúng ta biết đó là tâm sân. Là giờ họ chửi chúng ta mà chúng ta vẫn bình thản, nhưng chúng ta biết đây là cái trạng thái tâm vô sân, tâm mát mẻ mà chúng ta vẫn có lòng từ, vẫn có lòng từ với người đó. Ở khi đó những cái tâm thiện nó khởi lên, có thể là nó nói trong đầu rằng những cái tiếng nói cũng là vô thường mà, cái lời nói cũng giả tạm, hay là cái người đó họ đáng thương vì họ không có hiểu về Phật pháp, hay là cái người đó họ đang phóng túng nên họ mới có những hành động, lời nói, cử chỉ như vậy. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta biết đó là tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện này liên hệ với vô sân. Thì khi đó chúng ta biết rõ rằng tâm vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân. Nên khi tâm vô sân chúng ta cũng phải nhìn hai cách, tức là cái trạng thái mát mẻ, không có bực mình, và tư tưởng hiền thiện đối với người đó, đó là cái bản chất tâm vô sân. Thì khi chúng ta có chánh niệm sắc bén rồi, chúng ta mới nhận thức được những cái tâm thiện này, những tâm thiện này. Thì ở đây trong bài kinh Trung Bộ Kinh đó, bài kinh Không Ý Nhiễm, Ngài Sariputta Ngài có giảng rằng có bốn hạng người. Ngài giảng rằng cái hạng người thứ nhất có cấu uế nhưng mà không biết mình có cấu uế. Cái hạng người thứ hai cấu uế biết mình có cấu uế. Cái hạng người thứ ba không cấu uế nhưng không biết mình không cấu uế. Cái hạng người thứ tư đó không cấu uế, biết mình không có cấu uế. Thì cái hạng người thứ nhất, Ngài Sariputta Ngài có dạy chúng ta hiểu rằng cái hạng người thứ nhất là cấu uế, không biết mình cấu uế là hạng người nào. Tức là cái hạng người có tham, có sân, có si, có tà kiến, có ngã mạn, có phóng dật, có ganh tị, có bỏn sẻn. Nhưng mà những người này không biết mình có tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn mà đồng hóa với những cái tâm này,
tức là phát huy những cái tâm này và cho những cái tâm bất thiện này là của ta và ta, thì người này chỉ luôn luôn để phát triển những bất thiện pháp. Thì hạng người này đó, ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng hạng người cấu uế, nhưng mà không biết mình cấu uế, thì cái hạng người này được xem là hạ liệt, tức là những hạng người mà không có tu tứ niệm xứ đó, tức là tham không biết mình tham, sân không biết mình sân, mà si không biết mình si đó. Tại vì họ sống với bất thiện mà, thì họ không thể nào nhận diện được, nhận thức được bất thiện. Rồi cái hạng người thứ hai, ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cấu uế, biết mình cấu uế, cái hạng người này được xem là thù thắng. Vì cái hạng người cấu uế và biết mình cấu uế, thì cái người đó sẽ cố gắng loại trừ cấu uế và người đó không còn cấu uế nữa, thì cái người này đó được thêm là ưu việt thù thắng. Thì cái hạng người thứ hai này giống như chúng ta tu tập vậy đó, khi chúng ta có sân, Đức Phật dạy chúng ta phải biết mình đang có sân. Khi chúng ta có tham, Đức Phật dạy chúng ta biết mình đang có tham. Khi chúng ta có si, Đức Phật dạy chúng ta phải biết mình đang có si. Khi chúng ta có tâm ngã mạn, chúng ta phải biết mình có tâm ngã mạn. Khi chúng ta có tà kiến, chúng ta phải biết mình có tà kiến. Khi chúng ta có ganh tị, phải nhận thức biết mình đang có ganh tị. Thì khi mà chúng ta biết như vậy, tức là chúng ta đã nhận thức được phiền não, thì phiền não lập tức biến mất, thì tâm thiện sẽ sanh khởi. Thì cái hạng người này đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cấu uế, biết mình đang có cấu uế. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng ngài dạy chúng ta đó, thì cái hạng người thứ ba đó là gì? Tức là hạng người thứ ba là không cấu uế nhưng mà không biết mình không cấu uế. Thì cái hạng người này đó chỉ cho những người đó, tu tập tứ niệm xứ, sống với cái tâm, chẳng hạn như cái người đó họ thường hay bố thí với tâm vô tham, hay là cái người tu tập tâm từ với tâm vô sân, mà những người này đó, hay là họ tu tập thiền định, tức là những cái tâm thiện đó, nhưng mà những chúng sanh này họ không có nhận thức những cái tâm thiện đó, để cho cái phiền não nó chen vào, nghĩ rằng những cái tâm thiện này ta là của ta, thì từ đó cái tâm thiện này nó hỗ trợ cho tâm bất thiện sanh khởi. Thì ngài mới dạy rằng cái hạng người thứ ba đó, tức là cấu uế nhưng không biết mình, xin lỗi, không cấu uế nhưng mà biết, không biết mình không cấu uế. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, khi mà chúng ta nhận thức được những cái bản chất phiền não tham sân si rồi đó, rồi khi đó chúng ta sẽ sống với những cái tâm thiện. Thì khi mà chúng ta sống với những tâm thiện như là vô tham, vô sân, vô si, trí tuệ đó, mà chúng ta lại không nhận thức những cái tâm vô tham, vô sân, trí tuệ này để chúng ta quan sát, thì tức là những cái ngã mạn tà kiến nó sanh lên. Thì như vậy đó, thì chúng ta giống như cái hạng người thứ ba, không cấu uế nhưng mà không biết mình không cấu uế, thì như vậy phiền não nó sang vô. Bởi vậy Đức Phật mới dạy rằng khi vị tỳ kheo có tâm vô tham, biết rõ rằng có tâm vô tham. Khi tâm vô sân, biết rõ rằng có tâm vô sân. Khi tâm vô si, biết rõ rằng có tâm vô si. Thì khi chúng ta biết những cái tâm này đó, tức là chúng ta sẽ không bị những cái tà kiến ngã mạn nó chen vô, thì chúng ta luôn luôn để phát huy tâm thiện. Nên ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đó, cái hạng người thứ ba cũng gọi là hạ liệt, tức là không cấu uế nhưng lại không biết mình không cấu uế. Còn cái hạng người thứ tư đó, ngài Xá Lợi Phất ngài tán thán, tức là cái hạng người không cấu uế nhưng nhận biết mình không cấu uế, tức là cái hạng người mà họ tu tập tứ niệm xứ thuần túy đó, tức họ luôn sống với tâm thiện bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà người này luôn luôn nhận biết rằng tâm vô tham, biết rõ tâm vô tham. Tâm vô sân, biết rõ tâm vô sân. Tâm vô si, biết rõ tâm vô si. Tâm có trí tuệ, biết rõ tâm có trí tuệ. Để nhận diện được cái bản chất tâm thiện này cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi đó người đó sẽ nhận thức được các hành là vô thường, với tệ quán thấy vậy, ly tham được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Ở đây chúng ta phải hiểu, tức là tu tứ niệm xứ đó, là chúng ta tu tâm quán niệm xứ, thiện và bất thiện của tâm là cái đối tượng để chúng ta quan sát. Thì giờ này sư sẽ đề cập đến cái tâm thứ ba, tức là cái tâm si đó, tâm vô si đó. Thì sáng sư có giảng về cái tâm si, tức là chúng ta với cái tâm ngớ ngẩn, chúng ta không có hiểu biết, hay là cái tâm mà nó che án cái thực tánh để chúng ta không thấy được vô thường, khổ, vô ngã, tức là đang hiện hữu có mặt, đó là cái bản chất tâm si.
Và bây giờ chúng ta sống với tâm vô si là gì? Khi nào chúng ta có chánh niệm mà chúng ta hiểu được cái bản chất, chẳng hạn như chúng ta đang nhìn cái quan sát cái tư tưởng, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rằng cái tư tưởng này không có ai hết. Với chánh niệm chúng ta biết rõ và tuệ, chúng ta hiểu rằng tư tưởng này đến ra đi, nó không phải tôi của tôi đó. Thì cái đó chúng ta biết đây là tâm vô si. Ở đó chúng ta có tâm thiện đó, tâm vô si đó. Hay là Phật tử chúng ta đang ngồi, cái đau đang diễn ra, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ mà tâm chúng ta vẫn bình an, tĩnh lặng, và chúng ta còn hiểu được cái đau này, chúng ta nhận thức, chúng ta thấy nó thay đổi, sanh diệt, chúng ta thấy cái đau này không phải của tôi, là tôi. Cái đó chúng ta biết rằng đây là cái tâm vô si, tức là trong lúc đó chúng ta có trí tuệ. Tâm vô si ở đây là chúng ta phải hiểu, trong lúc chúng ta có sự kinh nghiệm, chúng ta có trí tuệ, như vậy gọi là tâm vô si. Thì tại sao chúng ta có sự kinh nghiệm, chúng ta cũng phải cần biết mình đang kinh nghiệm. Tại vì nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta nghĩ rằng tôi kinh nghiệm, thì như vậy tức là tà kiến nó sanh. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải có một cái sự hiểu đúng. Trong lúc chúng ta hành thiền chỉ có chánh niệm chứ không có người chánh niệm. Trong lúc chỉ có sự hiểu biết, chỉ có sự hiểu biết chứ không có người hiểu biết. Tức là chỉ có tâm nó làm việc thôi. Còn bây giờ chúng ta nghĩ rằng tôi đang chánh niệm, cái sự kinh nghiệm đó là tôi, tức là tà kiến nó phát sanh rồi. Tại vì cái kinh nghiệm này chúng ta nhớ đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt. Chứ bây giờ chúng ta cho rằng cái sự kinh nghiệm đó là của ta đó, tức là phiền não nó sẽ len lỏi trong đó, thì nó sẽ làm chúng ta bị ô nhiễm, và cái sự kinh nghiệm của chúng ta nó sẽ biến mất, và cái sự tu tập chúng ta không có phát triển tốt. Thì chúng ta phải cần nhận thức như vậy. Nên đây Đức Phật mới dạy rằng khi tâm vô si đó, phải biết rõ rằng tâm vô si. Thì tâm vô si thì chúng ta phải hiểu rằng cái trạng thái có sự hiểu biết, nhận thức được cái đối tượng đó là vô thường, khổ, vô ngã theo nhiều khía cạnh. Thì vô thường, khổ, vô ngã đây chúng ta cũng hiểu nhiều khía cạnh. Có những lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta kinh nghiệm á, chúng ta thấy cái đó không có ai hết, thì đó cũng là cái sự kinh nghiệm của cái dấu hiệu vô thường hay là vô ngã. Hay là chúng ta thấy cái sự thay đổi liên tục mà chúng ta không có làm gì được hết, thì những cái dấu hiệu đó cũng là cái dấu hiệu để chúng ta khám phá cái bản chất vô thường, vô ngã. Thì khi mà chúng ta có sự kinh nghiệm như vậy thì chúng ta hiểu rằng đây là cái trạng thái tâm vô si, tâm có trí tuệ. Rồi tiếp lại nữa, tiếp nữa sư sẽ giảng tiếp về những cái tâm như là cái tâm có định. Tại vì sư nghĩ ở đây chắc người cư sĩ chúng ta đó chắc không có thể chứng thiền, nhưng mà sư cũng giảng luôn cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Chẳng hạn như cái cặp kế tiếp nữa là Đức Phật dạy rằng khi tâm đại hành biết rằng tâm đại hành, tâm không đại hành biết rằng tâm không đại hành. Thì tâm đại hành ở đây là chỉ cho tâm thiền, và tâm không đại hành tức là chỉ cho cái tâm không, chưa có chứng thiền, tức là cái tâm gọi là còn dục giới. Thì tâm thiền ở đây đó thì chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy khi tâm mà chúng ta chứng thiền thì chúng ta cũng quan sát rằng á, nhưng mà chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta chứng thiền không phải là chúng ta nhập thiền để chúng ta quán. Và khi chẳng hạn người cư sĩ chúng ta chứng thiền á, thì chúng ta sẽ xuất khỏi thiền. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay ngũ thiền, thì khi đó chúng ta phải xuất khỏi cái thiền đó, chúng ta lấy cái nền tảng của thiền đó để chúng ta quan sát những cái thiền chứng của chúng ta. Chẳng hạn một vị tỳ kheo chứng được sơ thiền, tức là ly dục, ly bất thiện pháp, vị đó chứng được sơ thiền gồm có tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Tức là khi mà chúng ta chứng được sơ thiền đó, thì tạm thời ly dục, ly bất thiện pháp. Ly dục là gì? Tức là cái người mà chứng sơ thiền thì sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, tức là năm dục đó. Thì cái người đó tạm thời không có bị đắm nhiễm trong năm dục, năm trần cảnh. Khi mà cái người đó nhập thiền thì cái người đó thấy rằng cái sự an lạc của thiền nó hạnh phúc hơn là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc mà chúng sanh luôn luôn bị đắm nhiễm trong đó. Thì ở đây Đức Phật mới dạy khi chúng ta chứng sơ thiền, tức là ly dục, tức là ly năm cái dục, ly năm dục.
Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng ly bất thiện pháp. Bất thiện pháp là chỉ cho năm triền cái. Và sư sẽ lát nữa sư sẽ trình bày về năm triền cái, và trong lúc chúng ta hành thiền nó cũng chi phối chúng ta. Năm triền cái đó là gì? Tức là tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, chào hỏi cái và hoài nghi cái. Tức là năm triền cái là chúng ta thấy là nó liên tục nó làm phiền chúng ta. Nó không thể nào cho chúng ta có thể an trú trong đề mục thiền định hay là thiền quán. Năm triền cái. Thì đây khi mà cái người chứng được sơ thiền, tức là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng được sơ thiền gồm có tầm tứ hỷ lạc thức tâm. Thì cái người nào mà chứng được sơ thiền đó, thì đối với năm cảnh dục, cái người đó không còn bị đắp nhiễm tạm thời do chứng thiền của sơ thiền nó chế ngự. Và năm triền cái tạm thời cái người đó ngồi thiền đó, không còn tham dục chi phối trong lúc đó, không có săn độc chi phối, không có hôn trầm chi phối, không có hoài nghi chi phối và không có trào cử chi phối. Nên chúng ta hiểu rằng trong kinh Đức Phật dạy rằng ly dục ly bất thần thiện pháp. Thì khi chúng ta chứng sơ thiền thì gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Và khi chúng ta đã chứng sơ thiền đó, thì chúng ta cũng phải trải qua từng giai đoạn. Chúng ta trải qua đầu tiên là chúng ta phải đạt đến gọi là sơ tướng, rồi tới tự tướng, rồi tới quan tướng. Quan tướng tức là chúng ta đã chứng sơ thiền, tức là cái quan tướng đó chúng ta lấy đó để chúng ta nhập thiền. Và khi mà cái người mà chứng sơ thiền đó, và cái đối tượng tức là đề mục và cái tâm kháng khích một với nhau chứ không còn tách rời ra nữa. Và trong lúc cái người mà chứng sơ thiền đó, thì cái người đó nhập thiền, mắt không còn thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị và thân không xúc chạm. Chỗ đó chúng ta đang ngồi thiền mà có tiếng động chúng ta không nghe, tại vì trong lúc đó cái tâm chúng ta chỉ bắt cái cảnh thiền. Khi nào chúng ta xuất thiền ra đó, khỏi thiền, khỏi sơ thiền, chỗ đó chúng ta mới thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi hương, hay là chúng ta nếm vị, hay chúng ta xúc chạm được. Thì trong kinh Đức Phật dạy, tức là chúng ta chứng sơ thiền là ly dục ly bất thiện pháp, gồm có tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Thì khi mà chúng ta chứng được sơ thiền rồi đó, thì chúng ta xuất khỏi cái sơ thiền đó để chúng ta làm cái nền tảng cho thiền tứ niệm xứ. Thì ở đây suy nghĩ rằng chắc trong hội chúng chúng ta không có ai chứng thiền, nên là chúng ta không cần để tìm hiểu về cái thiền thiền định này, không cần tìm hiểu về những cái tâm thiền. Rồi ở đây Đức Phật giải tiếp cái cặp kế tiếp nữa đó, tâm vô thượng biết rằng tâm vô thượng, hay là tâm hữu hạn biết rằng tâm hữu hạn. Thì tâm vô thượng ở đây là chỉ những tâm thiền, nhưng mà tâm thiền vô sắc, tâm thiền vô sắc. Thì những cái cặp thiền này đó, thì sư cũng giới thiệu sơ qua cho các Phật tử chúng ta biết thôi. Rồi tiếp tục chúng ta tìm hiểu về những cái tâm gọi là có định và tâm không có định. Thì như thế nào gọi là tâm có định? Vị tỳ kheo biết rõ rằng tâm có định. Thì tâm định ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng tâm cận định và sát na định. Chẳng hạn giờ khi mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ, chúng ta ghi nhận cái đề mục chẳng như thân, thọ, tâm, pháp, mà chúng ta an trú vững trên những cái đối tượng đó, mà tâm chúng ta không bị năm triền cái nó suy nghĩ mênh mang chuyện này chuyện kia, hay là nó làm chúng ta bị thất niệm đó, trong sát na định. Thì trong lúc đó hành giả cũng phải biết rằng tâm có định, biết rằng tâm có định. Hay là khi chúng ta phát huy cái tứ niệm xứ này, cái sát na định, đến giai đoạn chúng ta đạt đến cận định. Cận định là gì? Tức là chúng ta đó, trong chú giải ngày Mahasi, ngày có giải thích đó, thì có thể khi mà chúng ta thường thục tứ niệm xứ, chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ như vậy đó, thì cái sự phóng tâm của chúng ta nó rất là ít. Chẳng hạn giờ chúng ta ngồi có thể là trong một tiếng chúng ta ghi nhận 10 phút để chúng ta thắp niệm, hay là 5 phút chúng ta thắc niệm, hay là 2 phút chúng ta thắc niệm, chúng ta mới lấy niệm lại. Còn khi mà chúng ta có cận định của tứ niệm xứ đó, tức là do cái sự vun tập chánh niệm của chúng ta trên thân thọ tâm pháp nhiều đó, thì khi mà chúng ta có thể ngồi một tiếng đồng hồ như vậy mà chúng ta thắc niệm, có thể là chúng ta thắc niệm rất là ít. Chúng ta có thể ghi nhận trong vòng nửa tiếng đồng hồ như vậy mà chúng ta không bị thắc niệm, tức là chúng ta đã được đạt đến cận định của thiền, gọi là thiền Vipassana đó. Và chúng ta phải hiểu như vậy. Thì Đức Phật mới dạy là khi mà chúng ta có sự an định như vậy, chúng ta cũng phải biết rằng
tâm chúng ta được an định kiên cố như vậy, không bị phóng túng. Thì tâm có định, chúng ta phải biết rằng tâm đang có định. Còn khi mà tâm chúng ta không có định thì Đức Phật dạy chúng ta cũng phải biết rằng tâm không có định, tức là tâm chúng ta nó chưa vững chú, nó chưa vững chắc, nó còn bị dao động đó. Thì chúng ta phải ghi nhận, chúng ta biết rằng tâm này chưa được định. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy tiếp rằng khi tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát, và tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Thì tâm giải thoát ở đây là gì? Tức là trong lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta ghi nhận thân, thọ, tâm hay là pháp là vô tham, vô sân, vô si, mà chúng ta biết rõ mà chúng ta không có sự dính mắc trong những đối tượng này, và chúng ta hiểu được cái bản chất của nó, chúng ta bình thản đối với những cái đối tượng đó đến và đi, thì như vậy chúng ta tạm thời giải thoát từng sát na đó. Thì tâm giải thoát như vậy, chúng ta cũng phải biết rằng tâm này đang được giải thoát. Cái giải thoát đây là giải thoát tạm thời. Còn khi mà chúng ta đề cập đến tâm đạo, tâm quả mà giải thoát để nhận thức được Niết Bàn đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tâm đạo, tâm quả không phải là cái đối tượng để chúng ta quan sát. Tâm đạo, tâm quả là cái thành quả của chúng ta tu tập để cái tâm này nó sanh lên, nó bắt cảnh Niết Bàn. Còn trong lúc mà chúng ta đó tu tập đó, thì chúng ta chỉ ghi nhận những cái tâm hiệp thế thôi, tâm dục giới hay là tâm thiền, những tâm thiện, tâm bất thiện thôi, chứ chúng ta không thể nào ghi nhận cái tâm siêu thế. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Tại tâm siêu thế không phải có sẵn để chúng ta quan sát. Tâm siêu thế là cái thành quả, nó sanh lên chỉ có một lần thôi. Giống như người cư sĩ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta trở thành một bậc thánh tu đầu quần, thì cái tâm đạo lần đầu tiên nó sanh lên để nó bắt cảnh Niết Bàn. Thì trong cuộc đời của chúng ta đó, tâm sơ đạo nó chỉ sanh một lần một thôi, tức là chúng ta sanh một lần, tức là chúng ta trở thành một bậc thánh tu đầu quần. Tâm đạo thứ hai sanh lần thứ hai, bắt cảnh Niết Bàn, thì chúng ta trở thành bậc thánh tư đà hàm. Khi tâm đạo lần thứ ba sanh lên, bắt cảnh Niết Bàn, tức là chúng ta trở thành vị a la hàm. Và tâm đạo thứ tư sanh lên, bắt cảnh Niết Bàn, tức là chúng ta trở thành vị a la hán. Tức là trong cuộc đời chúng ta chỉ có bốn tâm đạo thôi. Trong cuộc đời của bậc a la hán chỉ có bốn tâm đạo thôi, tức là sanh bốn lần thì các ngài sẽ trở thành vị a la hán. Nên chúng ta hiểu rằng cái tâm đạo đó, nó không phải là đối tượng để chúng ta quan sát, mà nó chỉ là cái thành quả của chúng ta tu tập. Thì đây Đức Phật mới dạy rằng khi tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát, tức là chúng ta tạm thời thoát khỏi phiền não, tạm thời chúng ta thoát khỏi cái sự dính mắc của ngũ uẩn này, thì như vậy gọi là tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát. Còn có những trường hợp Đức Phật dạy tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát, tức là chỉ cho cái tâm chúng ta còn bị trói buộc trong cái ngũ uẩn này. Chẳng hạn khi chúng ta quan sát tâm này và chúng ta nghĩ rằng tôi đang chánh niệm hay là cái sự kinh nghiệm đó là tôi, thì chúng ta biết là cái tâm đó còn trói buộc đó. Tâm đó nó vẫn còn cái vấn đề gọi là si, nó còn che khuất, chưa thấy được cái thực tánh. Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta thấy nhiều loại tâm. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta là một cái hành giả tứ niệm xứ đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ hiểu được nhiều loại tâm. Và có những cái tâm mà sư cũng cần khai triển thêm, nó cũng nằm trong tâm quán niệm xứ. Nhưng mà những cái tâm này đó, Đức Phật thiết trong vi diệu pháp, chứ không phải đề cập trong kinh điển, trong cái tâm quán niệm xứ. Giống như Đức Phật dạy là khi chúng ta có tâm ganh tị, thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta có tâm ganh tị. Thì ở đây sư nghĩ rằng chúng ta còn phàm thì ai cũng có sự ganh tị hết. Ganh tị là gì? Chúng ta thấy người khác mà giỏi hơn chúng ta đó. Chẳng hạn chúng ta sống trong cuộc sống này, những người khác giàu hơn mình, đẹp hơn mình, thông minh hơn mình, cái tâm mình nó sanh lên cái sự khó chịu. Thì chúng ta phải biết đây là tâm ganh tị. Thì tâm ganh tị này chúng ta cũng phải cần quan sát cái tâm ganh tị. Nếu mà chúng ta không có quan sát tâm ganh tị này đó, thì chúng ta với cái tâm ganh tị này là một, và khi đó chúng ta sẽ phát huy cái tâm ganh tị này, và lâu ngày chúng ta trở thành con người xấu. Chúng ta trở thành con người xấu xa. Chúng ta thấy ai giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, hạnh phúc hơn mình, giàu có hơn mình là chúng ta sanh cái tâm bất mãn, và chúng ta biết về tâm ganh tị. Thì khi chúng ta chực nhận được cái tâm ganh tị này á, chúng ta quan sát, thì lập tức những cái tâm ganh tị này sẽ biến mất. Rồi lại nữa, thêm một cái tâm nữa mà sư cần chỉ cho các Phật tử chúng ta, đó là cái tâm sợ hãi, sợ ma, sợ chuột,
sợ gián. Thì những cái tâm mà sợ đó nó cũng thuộc về cái tâm, nếu mà nói theo cái diệu pháp nó cũng thuộc về tâm sân đó. Giống như giờ chúng ta đang sợ hãi cái gì đó mà người khác đến họ nói cái gì cái là chúng ta dễ bực mình đó, tại vì chúng ta đang với cái tâm sân mà. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta có những cái tâm sợ hãi đó thì chúng ta cũng phải cần quan sát cái tâm sợ hãi đó. Trước kia sư cũng có gặp một số Phật tử đó, thì họ cũng sợ ma đó, họ chưa có tu tứ niệm xứ đó, ở một mình thì không dám mở, tức là có bóng tối là sợ. Thì có nhiều Phật tử họ cũng trình với sư như vậy đó, và họ cứ tưởng đến là cái ma luôn luôn đi bên cạnh đó. Thì khi mà gặp sư thì sư mới kêu họ quan sát cái tâm sợ đó. Thì khi mà họ quan sát cái tâm sợ đó, hiểu cái tâm sợ nó biến mất, và sau này cái người đó họ không còn sợ ma nữa. Giống như giờ chúng ta để ý, chúng ta mà sợ ma đó thì cái tâm chúng ta luôn tưởng đến ma, chúng ta nghĩ đến ma, thì do cái tâm sợ đó nó sẽ suy diễn ra, nó tưởng tượng ra xung quanh mình có thể là những cái người phi nhân hay là ma họ ở xung quanh đây. Thì chúng ta càng tưởng tượng ra nhiều thì chúng ta càng sợ nhiều. Thì bây giờ chúng ta là cái người tu tâm quán niệm xứ, thì khi mà cái tâm sợ sinh khởi, chúng ta quan sát cái tâm sợ đó, thì cái tâm sợ nó biến mất thì chúng ta sẽ hết sợ. Thì chúng ta phải nhớ vậy. Còn nếu mà chúng ta sợ mà chúng ta lại đồng quá, tức là chúng ta phát huy cái tâm sợ nó càng lớn mạnh. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta để ý rằng khi nào cái tâm sợ nó sanh, có thể là khi chúng ta bước vào cái hội chúng đông, có thể kêu chúng ta lên để trình bày một cái gì đó, hay là chúng ta nói cái gì đó, thì nghiêm tâm chúng ta nó sợ lắm, tim chúng ta bắt đầu nó đập phịch phịch, rồi cái tâm hồn chúng ta nó loạn xạ trong đó. Thì chúng ta biết trong lúc đó tâm đang sợ hãi. Thì nếu mà chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ á, thì cái tâm sợ hãi là nó càng sanh dữ dội nữa, thì cửa đó chúng ta càng sợ nhiều nữa. Thì giờ chúng ta là cái hành giả tâm quán niệm xứ, thì chúng ta nhìn cái tâm sợ đó, coi nó sợ như thế nào, chúng ta quan sát nó, thì chúng ta nhận diện được nó thì lập tức nó sẽ biến mất. Thì cái tâm sợ đó cũng là phiền não mà. Thì giờ khi mà chúng ta có chuyện gì đến, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng, thì chúng ta cũng phải cần chánh niệm quan sát cái tâm sợ hãi đó như thế nào. Mà suy nghĩ rằng trong đời sống cái tâm này nó cũng sanh nhiều lắm. Có những người thì sợ chuột, có người thì sợ gián, có người sợ ma, có người sợ rắn, đủ thứ á. Có nghĩa là tùy theo cái cá tánh của mọi người mà chúng ta sợ cái cách khác nhau. Thì bây giờ cái tâm sợ sanh lên, người Phật tử chúng ta phải lưu ý, chúng ta nhớ tâm sợ sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta coi nó sợ như thế nào, nó đến như thế nào, nó đi như thế nào, để chúng ta tìm hiểu nó. Rồi từ từ chúng ta sẽ giảm. Giống như ngài Ujjayi là một vị thiền sư bên Yến á, ngài có viết những cái quyển sách như là Tiết Giữa Mùa Hè hay là Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh á. Ngài có nói là nói về kể về cái cuộc đời của ngài đó. Ngài nói rằng xưa kia ngài chưa tu tập thiền á, thì khi mà ngài lên truyền giới cho Phật tử á, năm giới ngài cũng cảm thấy ngài sợ nó, tức là cái tâm nó rung, ngài không thể làm được điều đó. Rồi sau này khi mà ngài biết nhìn tâm rồi đó, thì những cái tâm sợ nó sanh khởi, ngài hiểu từ 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 nó sẽ giảm đi, và sau này ngài không còn sợ nữa. Tức là ngài sau này ngài có thể lên thuyết pháp hay là truyền giới giữa hội chúng, ngài nói một cách mạch lạc mà ngài không còn sợ nữa, tại vì ngài biết niệm tâm. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, khi nào có những cái tâm sợ hãi sinh khởi thì chúng ta phải cần chánh niệm để chúng ta tìm hiểu cái tâm sợ nó như thế nào, tức là chúng ta thoát khỏi tâm sợ. Đó là cách Đức Phật dạy chúng ta giải tỏa phiền não rất là hay. Rồi lại nữa, những cái tâm mà chúng ta lo lắng, chẳng hạn như chúng ta lo về con cái, chúng ta nghĩ là không biết nó học hành ra sao, hay là chúng ta lo lắng về công ăn việc làm, thì những cái tâm lo nó cũng dạng phiền não. Thì chúng ta là cái người tâm quán niệm xứ, thì chúng ta hãy quan sát những cái tâm lo lắng sợ hãi đó. Thì khi mà chúng ta ghi nhận, tức là những cái tâm đó lập tức biến mất. Thì như vậy là chúng ta hiểu rằng cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta niệm tâm là chúng ta nhìn nhiều loại tâm, nhiều khía cạnh. Rồi tiếp đến nữa là Đức Phật dạy chúng ta đó, Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo á, sống quán tâm trên nội tâm, hay là sống quán tâm trên ngoại tâm, nội tâm ngoại tâm, và vị tỳ kheo sống quán tánh sanh khởi trên tâm,
sống quán tánh diệt tận trên tâm và sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây vị đấy an trú chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa bất cứ vật gì ở đời. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tiếp là chúng ta phải coi, tức là Đức Phật dạy rằng sống quán tâm trên nội tâm, tức là chỉ cho nhìn vào cái tâm của chúng ta. Khi tham biết rõ có tham, tức là đang quán tâm trên nội tâm đó. Khi tâm chúng ta vô tham, biết rõ tâm chúng ta vô tham, đó là chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Khi tâm chúng ta có sân, biết rõ rằng tâm chúng ta có sân. Khi tâm chúng ta vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân. Thì như vậy tức là chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Khi tâm chúng ta có si, biết rõ rằng có si. Tâm chúng ta vô si, biết rõ rằng tâm vô si. Như vậy là chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Khi tâm tán loạn, biết rằng tâm đang tán loạn. Khi tâm thâu nhiếp, tức là tâm hôn trầm đó, biết rằng tâm thâu nhiếp bị hôn trầm. Chúng ta biết rõ, như vậy là chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Khi tâm có định, chúng ta biết rằng tâm có định. Tâm không có định, chúng ta biết rằng tâm không có định. Như vậy là chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Hay là khi tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Thì chúng ta biết rằng khi đó chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Hay là chúng ta có tâm ganh tị, chúng ta biết rằng tâm đang ganh tị. Với tâm bỏng sẻn, chúng ta biết rằng tâm bỏng sẻn. Tâm đang sợ hãi, biết rằng tâm đang sợ hãi. Tâm đang lo lắng, biết rằng tâm đang lo lắng. Tức là khi đó chúng ta đang sống quán tâm trên nội tâm. Khi chúng ta giao thiệp với người đó, chúng ta thấy cái cử chỉ người đó nói năng nó thô tục, lỗ mãng hay là nóng nảy, thì chúng ta biết rằng cái người đó đang sống với tâm sân. Thì khi chúng ta hiểu rằng tâm ta sân như thế này, thì tâm người khác sân cũng giống như vậy. Trong lúc này chỉ có tâm thôi, tâm nó đang sân thôi, chứ không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Thì mình đã từng quan sát tâm mình rồi. Tâm mình sân như vậy thì tâm người khác thì cũng sân như vậy đó. Chúng ta biết rằng trong lúc này cái người đó tức là đang bị tâm sân chi phối. Và tâm sân của người đó đang điều khiển cái sắc thân của người đó phải hành động như vậy, phải nói năng như vậy, phải suy nghĩ như vậy. Nên chúng ta biết rằng trong lúc đó người đó đang sống với tâm sân. Thì như vậy là tức là chúng ta đang sống quán tâm trên ngoại tâm đó. Khi mà chúng ta là cái người hành giả tu tập quán tâm giỏi đó, chúng ta biết được tâm mình đó, thì chúng ta cũng dễ dàng biết tâm của người khác. Chẳng hạn giờ chúng ta mà tu tập đến giai đoạn mà nhạy bén đó, chúng ta đi kinh hành chúng ta không cần theo dõi dở bước đạp hay là cái sự xúc chạm của cái bàn giò nữa, mà chúng ta đi coi mình đang đi với tâm gì. Chẳng hạn đang đi với tâm sân đó, thì chúng ta thấy cái trạng thái tâm sân đó nó điều động cái thân mình nó đi khác, đi cách thô kịch, đi nó không có được nhẹ nhàng. Còn khi mà chúng ta khởi tâm tham lên, chúng ta ghi nhận tâm tham, chúng ta thấy nó điều động cái sắc pháp của chúng ta, cái thân chúng ta đi nó yểu điệu, nhẹ nhàng. Giống như những cái người mà họ làm người mẫu đó, thì chúng ta thấy rằng họ đi để họ làm như thế nào đó cho cái tướng đi họ đẹp. Thì trong lúc đó chúng ta biết rằng cái người này đang đi bằng cái tâm tham nó điều khiển. Thì khi chúng ta nhìn, chúng ta biết cái người đó đang bị tham chi phối đó. Cái tham đang điều động cái sắc thân của họ đang đi bằng cách yểu điệu, đi như thế nào cho đẹp. Hay là người cư sĩ chúng ta, nếu mà chúng ta là người nữ, trong lúc mà chúng ta trang sức, trang điểm, chúng ta vặn đồ, chúng ta ăn diện, thì chúng ta biết rằng trong lúc này tâm tham nó đang điều xử đó. Tâm tham nó sai xử chúng ta, chúng ta phải, tức là phải trang điểm cho cái thân này. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó luôn điều động cái thân chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thấy cái người đó họ đi đứng cọc cằn, họ lời nói lỗ mãng, là chúng ta biết rằng cái người này đang sống với tâm sân, tâm sân đang điều động họ đó. Còn chúng ta thấy cái người đó họ nói năng, họ không có hiểu biết, tức là nói trước quên sau, họ phóng túng, thì chúng ta biết cái chúng sanh này đang sống với tâm si đó. Nên khi mà chúng ta nhìn tâm á, thì cái trí tuệ chúng ta nhạy bén á, chúng ta nhìn người sắc sảo hơn, chúng ta biết cái người đó đang sống với tâm gì. Nhìn qua cái cử chỉ, hành động, lời nói của họ, có thể chúng ta nhận thức được phần nào. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã là cái người lão luyện nhìn tâm mình. Nên sau này chúng ta nhìn là cái hành giả niệm tâm giỏi, chúng ta đi với tâm tham, chúng ta biết rằng mình đang đi với tâm tham. Đang đi với tâm sân, chúng ta biết rõ mình đang đi với tâm sân.
đang đi với tâm si, chúng ta biết rõ rằng đang đi với tâm si, đang đi với tâm chánh niệm, chúng ta biết rõ rằng mình đang đi với tâm chánh niệm. Trong lúc này chúng ta chỉ thấy chỉ có tâm nó đang điều động cái sắc thân chúng ta đi thôi. Trong lúc này không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không có con người, không có bản ngã. Thì nhờ như vậy lâu ngày cái tại chúng ta nó sanh lên, nó hiểu rằng chỉ có danh sắc thôi. Và danh sắc là khổ mà. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó là sống quán tâm trên nội tâm là quán tâm chúng ta, còn sống quán tâm trên ngoại tâm là quán tâm của người khác. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng sống quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm á, tức là sống quán tâm mình và tâm người khác, tức là nội tâm và ngoại tâm. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng chúng ta sống cái sự hiểu rằng cái sự sanh diệt, tánh sanh diệt của tâm. Thì tánh sanh diệt của tâm là gì? Tức là tâm nó sanh nó phải có nguyên nhân nó sanh. Giống như giờ các Phật tử chúng ta nhắm mắt lại thì cái tâm nhãn thức nó không sanh. Chúng ta mở mắt ra thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta vừa biết cái đối tượng liền. Giống như giờ Phật tử chúng ta nhắm mắt lại thì đâu có thấy các sư trên đây đâu, đó là tâm nhãn thức nó không sanh. Và khi chúng ta mở mắt ra đó thì chúng ta mới thấy được cái tâm nhãn thức nó sanh. Thì khi mà chúng ta chánh niệm bén, chúng ta vừa thấy cảnh sắc thì chúng ta biết rằng do có đối tượng cảnh sắc đó mà cái nhãn thức nó sanh. Chúng ta biết được cái duyên nào mà tâm nó sanh lên. Hay là giờ sư thí dụ cho dễ hiểu nhất, chúng ta đang ngồi cái tự nhiên cái tâm sân nó sanh, không phải là tự nhiên. Có thể chúng ta đang ngồi cái tâm, cái thân chúng ta đau quá, cái tâm chúng ta nó khó chịu. Vậy cái sự khó chịu đó từ đâu sanh? Tức là do cái đau. Chứ giờ cái chúng ta không bị đau, chúng ta đâu có sân. Thì do chúng ta bị đau nên cái tâm sân nó sanh lên. Thì chúng ta biết rằng cái tâm sân này tại sao nó sanh, tức là do cái đau nó có mà cái tâm sân nó sanh. Chúng ta phải biết được nguyên nhân như vậy đó. Thì tại nó làm việc nó sẽ sắc bén hơn. Hay là giờ xin thí dụ, trong lúc mà chúng ta sanh khởi tâm tham cũng đâu phải tự nhiên đâu. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc đẹp chúng ta mới tham chứ. Hay là trong lúc mà chúng ta ngồi trong một cái căn phòng mát mẻ thì tâm tham nó mới sanh. Thì đây chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy đó, tâm sanh thì chúng ta cũng phải biết được cái nguyên nhân của nó sanh. Thì chúng ta phải hiểu vậy đó, tâm sanh nó phải có một cái nhân nào đó. Chúng ta mở mắt ra thì tâm nó mới sanh được. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng tâm chúng ta nó sanh qua 6 căn. Đó là nhãn, sanh từ con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái tâm của chúng ta đó nó cũng giống như cái gì? Sư sẽ cho một ví dụ để chúng ta hiểu, chúng ta có một khái niệm đúng mà chúng ta tu. Giống như chúng ta thường nghe cái tiếng chuông chùa đó. Thì cái tiếng chuông chùa chúng ta thấy rằng nó không có nằm sẵn trong cái chuông, nó cũng không có nằm sẵn trong cái dùi chuông, mà do có cái dùi và cái chuông, hai cái này nó sẽ chạm với nhau, đụng với nhau nó phát ra tiếng chuông. Thì chúng ta thấy rằng cái tiếng chuông nó không nằm sẵn trong cái chuông, nó cũng không nằm sẵn trong cái dùi chuông, mà do có cái chuông và cái dùi đụng vào nó mới phát ra tiếng chuông. Thì như thế nào cũng vậy, tâm chúng ta nó không có sẵn mà nó do duyên mà nó sanh lên. Chẳng hạn giờ chúng ta muốn thấy được cảnh sắc thì chúng ta phải mở con mắt ra và phải có đối tượng, rồi nhãn thức nó sanh lên nó mới biết được cái cảnh sắc đó. Giờ chúng ta nhắm mắt lại thì nhãn thức sanh không được. Thì khi mà chúng ta nghe được âm thanh cũng thế, phải có tiếng động, phải có âm thanh và cái lỗ tai chúng ta không bị điếc, khi đó cái tâm nhĩ thức nó sanh lên nó mới biết. Rồi khi mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Bây giờ chúng ta bị bịt cái lỗ mũi hay là chúng ta bị bệnh viêm mũi đó, thì cái đó chúng ta không có ngửi được mùi. Thì mùi chúng ta ngửi được mùi đó, cái tâm chúng ta biết được cái mùi vị đó, thì thứ nhất là phải có cái mùi. Rồi thứ hai nữa, cái mũi chúng ta nó không bị bệnh, tức là chúng ta không bị viêm mũi, chúng ta còn thần kinh tẩy đó, thì cái tâm nó nương lên đó để nó biết được cái mùi thơm hay mùi thối. Hay là khi mà chúng ta bình thường chúng ta không có ăn gì đó, chúng ta thấy rằng cái tâm thiệt thức nó đâu có sanh đâu. Khi mà chúng ta ăn cay đắng hay là ngọt hay là bùi đó, thì khi đó cái tâm thiệt thức nó mới sanh lên, nó biết ở đây mặn nè, đây cay nè, đây đắng. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiệt thức nó sanh lên nó phải trong lúc đó chúng ta phải có ăn thực phẩm thì đủ duyên nó mới sanh. Còn cái thân chúng ta cũng vậy, cái thân thức mà nó sanh lên thì chúng ta phải có sự xúc chạm.
thân chúng ta dễ chịu hay khó chịu thì khi đó cái tâm thân thức chúng ta mới sanh. Thì chúng ta thấy rằng á, cái tâm chúng ta sanh á thì nó phải có đầy đủ duyên nó mới sanh. Thì bây giờ giống như cái chuông vậy đó, cái tiếng chuông nó không nằm sẵn trong cái dùi chuông, nó cũng không nằm sẵn trong cái chuông, mà do cái chuông và cái dùi có sự va chạm với nhau nó mới phát sanh tiếng chuông. Thì cái tâm chúng ta cũng thế, do có mắt tai mũi lưỡi thân ý, do có sáu ngoại xứ, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, tức là sáu căn chạm với sáu trần, cỡ đó sáu tâm nó mới sanh lên, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cái tâm chúng ta phải hiểu rằng đủ duyên thì nó sanh, hết duyên thì nó diệt. Mà xưa giờ chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang ngửi, tôi đang nếm, tôi đang xúc chạm và tôi đang suy nghĩ, thì như vậy là một cái tà kiến. Đức Thế Tôn ngài thuyết cho ngài Bá Hí Giá, Đức Phật dạy rằng này Bá Hí Giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là ông thấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, không phải là ông nghe. Trong cái suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải là ông suy nghĩ. Trong cái tưởng chi chỉ là tưởng chi, không phải là ông tưởng chi. Trong lúc đó ngài Bá Hí Giá ngộ được cái lý duyên khởi, hiểu được cái lý vô ngã của các pháp, trong lúc đó ngài chứng A-la-hán. Tức là trong lúc đó, ngài tu tập đó, ngài thấy rằng trong lúc ngài thấy cảnh sắc thì ngài biết rằng chỉ là tâm nó biết cảnh sắc thôi. Giống như cái tiếng chuông vậy đó, nó không có nằm sẵn trong cái dùi, nó không có nằm sẵn trong cái chuông, mà do có cái chuông và cái dùi nó đụng vô nó phát ra tiếng chuông. Thì cái thấy cũng vậy, cái thấy chúng ta cũng vậy. Thì ngài thấy được cái thấy này, thấy nghe ngửi nếm đụng hay suy nghĩ đủ duyên nó sanh, chứ nó không có nằm sẵn trong đó. Và ngài hiểu được cái lý duyên khởi, và ngài thấy rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy nghĩ đó là vô ngã, không phải của tôi. Trong lúc đó ngài chứng A-la-hán quả. Còn bây giờ chúng ta thì thấy là chúng ta nghĩ rằng tôi thấy là tà kiến. Trong lúc nghe nghĩ là tôi nghe là tà kiến. Trong lúc ngửi chúng ta nghĩ rằng tôi ngửi đó là tà kiến. Trong lúc mà biết được các vị đó, ăn chúng ta nghĩ rằng tôi đang biết đó là tà kiến. Trong lúc mà chúng ta xúc chạm chúng ta biết nóng lạnh cứng mềm, dễ chịu khó chịu, mà chúng ta nghĩ tôi là tà kiến. Khi mà tâm chúng ta nhận biết được các pháp mà chúng ta nghĩ rằng tôi tức là tà kiến. Thì đây khi mà chúng ta tu niệm tâm á, là để chúng ta nhận thức được mỗi cái tâm nó sanh lên, nó đủ duyên là nó cũng diệt. Giống như giờ sư không nói nữa, sư ngưng lại. Ở đó chúng ta không còn nghe. Vậy giờ chúng ta cho cái nghe là của mình. Bây giờ sư không nói nữa, mấy vị đâu nghe được đâu, đâu nghe được cái tiếng đó đâu. Thì cái tiếng mà sư thiết là nhờ có cái tiếng của sư và có cái khoảng không này các Phật tử chúng ta nghe. Mà xưa giờ chúng ta nghĩ rằng tôi đang nghe thì cái đó tham sân si nó sanh. Còn giờ chúng ta tu tâm quán niệm xứ đó, là chúng ta phải tập chánh niệm để chúng ta thấy được nhiều loại tâm, mà lâu ngày chúng ta sẽ thấy được những cái thấy nghe ngửi nếm đụng hay suy nghĩ đều đó đều là tâm biết thôi, chứ không phải là tôi biết. Thì đây sư giảng cái về cái phương pháp này đó, để người cư sĩ chúng ta hiểu đó, là Đức Phật dạy đó, chúng ta phải thấy được cái sự sanh của tâm và cái sự diệt của nó, giống như nó sanh lên và nó an trú như thế nào mà nó diệt như thế nào, chúng ta cũng phải biết rõ. Giống như tâm tham sanh khởi, chúng ta biết được nguyên nhân do chúng ta dễ chịu về thân tâm tham sanh, là chúng ta biết nó trú như thế nào, trong lúc nó đang trú và nó diệt như thế nào, chúng ta cũng phải biết diệt. Và lâu ngày chúng ta mới thấy được cái tánh sanh diệt mà Đức Phật dạy, sự diệt, sự sanh diệt của tâm đó, tức là chúng ta thấy được cái sự vô thường của nó đó. Cái đó là chúng ta mới thành tựu được cái chánh trí. Thì đây á, khi mà chúng ta tu thiền á, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái khái niệm đúng, có sự tác ý đúng. Trong lúc ngồi đó chúng ta phải hiểu rằng trong lúc chỉ có thân ngồi chứ không phải là tôi ngồi. Trong lúc chỉ có tâm biết chứ không phải là tôi đang biết. Trong lúc này chỉ có tâm đang biết đối tượng chứ không phải là tôi đang biết đối tượng. Khi chúng ta có một cái sự hiểu đúng như vậy đó, thì suy nghĩ rằng không bao lâu trí tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Chúng ta phải hướng tâm đúng vậy đó. Tại sao chúng ta phải cần có sự chánh tư duy như vậy? Tại vì thường thường Phật tử chúng ta thấy đó, khi mà đầu tiên chúng ta nhờ có những cái tư tưởng nó đúng đó, thì sau này cái tâm chúng ta nó tự hướng đúng đó. Chúng ta không cần điều chỉnh mà nó hướng đúng.
Giống như giờ chúng ta là cái người ở Nha Trang hay thành phố, nhất là ở thành phố Sài Gòn á, chúng ta đi ra đường á, chúng ta luôn luôn chúng ta có sự đề phòng, cảnh giác. Chúng ta nghĩ rằng ở vùng này thì phần lớn là những người bất thiện nhiều, nên chúng ta nghĩ trong đầu rằng ta phải cảnh giác những người xấu. Thì chúng ta có một cái tư tưởng như vậy, lâu ngày chúng ta không cần suy nghĩ như vậy, cái tâm chúng ta nó tự nhiên đề phòng, nó hướng sẵn rồi. Đi ra đường là chúng ta tự tự mình cảnh giác, đề phòng. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta có một cái sự hướng đúng như vậy đó, thì suy nghĩ đúng như vậy đó, sau này cái tâm chúng ta tự nhiên nó hướng đúng, hướng đúng tự nhiên nó ngồi, nó tự hiểu rồi. Trong lúc này chỉ có thân ngồi, tâm đang biết thân thôi, chứ không có ai hết. Chúng ta phải có một cái sự hiểu đúng như vậy. Cái thứ hai nữa, sư muốn trình bày đó cho Phật tử chúng ta hiểu về cái thái độ đúng đắn, rồi bắt đầu chúng ta sẽ nghĩ. Cái thái độ đúng đắn ở đây là gì? Tức là chúng ta hành thiền, chúng ta phải hiểu rằng tất cả đối tượng nó sanh lên là chúng ta phải có sự chấp nhận. Và chấp nhận của chúng ta là cái sự chấp nhận đúng đắn, chứ không phải là chúng ta chấp nhận bằng cái sự bực mình khó chịu. Giống như những cái đối tượng như là chúng ta ngồi tham hay là sân hay là si, hay là cái đau hay là tiếng động, hay là cơ thể chúng ta khó chịu, hay là chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thì những cái đó chúng ta cũng phải chấp nhận để chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu coi nó xảy ra như thế nào và nó biến mất như thế nào. Vì chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đi theo con đường trung đạo. Trung đạo trong một cái cách chúng ta tu tập, thế nào là con đường trung đạo chúng ta tu tập? Chẳng hạn khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta lại thích những cái đối tượng nào mà chúng ta quan sát chúng ta cảm thấy an lạc dễ chịu á, thì tham nó sẽ bám vào đó. Mà cái đối tượng nào đến mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta lại xua đuổi, chúng ta không muốn ghi nhận, thì cái đó là chúng ta đang với thái độ sân hận. Thì chúng ta thường bị dấp phải vào hai cái cực đoan này. Thì bây giờ chúng ta tu tập niệm xứ là gì? Tức là cho dù cái sự khó chịu, đau đớn hay là bực mình hay là cái sự nóng nảy của thân tâm này, chúng ta phải đắc ý trong đầu. Đây cũng là đối tượng để mình học hỏi. Hãy bình thản với chúng, coi nó đến ra đi như thế nào, để chúng ta tìm hiểu. Thì lâu ngày đó, những cái đối tượng nó đến thì nó không có làm phiền chúng ta nữa, mà những cái đối tượng nó đến thì nó sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm để già dặn trong cái pháp hành mình. Và sau này trong đời sống chúng ta, nhất là những nghịch cảnh đến, chúng ta không bị sân hận, tại vì chúng ta đã chấp nhận và chúng ta có sự hiểu biết trong đó. Nên là chúng ta cũng phải trải nghiệm, tại vì cái sự khó chịu, cái bực mình, cái nóng nảy đó cũng là đối tượng để chúng ta phát huy chánh niệm. Nhờ có nó mà chúng ta ghi nhận, chúng ta phát huy chánh niệm. Nhờ có nó mà chúng ta an trú được trên đối tượng đó để chúng ta phát huy chánh định. Nhờ có nó mà chúng ta hiểu được cái bản chất khổ đau nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào, nó không phải của ai như thế nào, để chúng ta phát huy trí tuệ. Nên chúng ta cũng cần trải nghiệm cái đó. Nên ở đây chúng ta tu tập là chúng ta phải có một cái thái độ đúng như vậy đó. Thì trước sau gì thì chúng ta cũng có thể đạt đến những cái trí tuệ vi diệu. Nên ở đây sư muốn trình bày là chánh niệm là chúng ta phải chấp nhận mọi thứ, và chúng ta phải nhìn với thái độ khách quan, và chúng ta không có cái xua đuổi bất cứ điều gì, hay là chúng ta không có thích thú dính mắc bất cứ điều gì. Thì như vậy là chúng ta có một cái thái độ đúng đắn theo con đường tứ niệm xứ. Chiều nay sư giảng về cái phương pháp tâm quán niệm xứ, thì sư nghĩ rằng tới đây cũng vừa phải lẽ, tức là 6:20 rồi. Bây giờ có thể là chúng ta nghỉ. Sa đức, sa đức, sa đức.